lực lượng công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Thuận vừa phối hợp di dời thành công một quả bom nặng 340 kg còn sót lại sau chiến tranh. Nhận được tin báo của người dân phát hiện có một quả bom kích thước lớn tại cánh đồng thuộc thôn 5, xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, bảo vệ hiện trường. Qua khảo sát xác định, quả bom này là loại MK-117, còn chứa 183 kg thuốc nổ. Đây là bom của Không quân Mỹ thả trong chiến tranh Việt Nam. Ngay sau đó, quả bom đã được các chiến sĩ xử lý kỹ thuật, tháo dỡ ngòi nổ tại hiện trường và di rời thành công về vị trí tập kết theo đúng quy định để tiếp tục tiến hành xử lý, bảo đảm an toàn tuyệt đối.